Xin chào mọi người, xin chào chị Yêu ạ. Dạ rồi các chị ơi, em đã quay trở lại livestream rồi đây nha. Đây sẽ là livestream cuối cùng trong livestream này. Chị Yêu nào mọi người vào coi livestream của thời trang Dory rồi thì nhanh tay để lại comment cho em điền các chị Yêu nha. Em chào mọi người, hello các chị Yêu luôn ạ. Chị nào mọi người vào coi live rồi chấm bài tương tác giùm em với nè. Các chị ơi, hôm nay thì em sẽ giới thiệu một siêu phẩm mới về cái chất liệu vải của em mặc hôm nay sẽ là lụa Vân Pháp các chị Yêu nha. Chị Yêu nào mọi người vào coi live rồi chấm bài tương tác trên live giùm bên em. Mọi người ơi, ngày hôm nay thì cái mẫu của em đang mặc đây là mẫu mới về đầu tiên luôn các chị Yêu nha. Lần đầu tiên em về cái chất liệu vải lụa Vân Pháp này. Và chị Yêu nào mọi người coi livestream hôm nay em sẽ sale một cái mức giá rất là ưu đãi. Cho nên là mọi người hãy tranh thủ là vào xem live liền để được sở hữu ngay cái mẫu đầm DT957 này các chị Yêu nha. Mã đầm DT957 hiện tại em đang có các chị Yêu mình là hai tông màu. Thứ nhất là màu em mặc sẽ là tông màu trắng và thứ hai sẽ là tông màu đỏ. Cái đỏ này của bên em nó sẽ là tông kiểu màu đỏ đô các chị Yêu nha, mà nó theo cái kiểu hơi hồng tím một tí xíu. Đó, rất là đẹp luôn. Trên live live sao ở ngoài màu y như vậy luôn. Mã số sản phẩm DT cho em là 957 kèm với số trên live. Chị nào mọi người vào coi live rồi cho em một cái chấm tương tác đi ạ, hoặc là một nút thả tim thả like ở trên live stream này nha. Em báo giá cho chị Yêu mình luôn. Mọi người ơi, đầm này đẹp lắm các chị Yêu nha. Mà phôm vải của nó nha, vải rất là dày dặn và mặc lên cực kỳ mát luôn. Đầm DT957 này làm bằng cái chất liệu lụa Vân Pháp này, hiện tại là chất liệu lụa cao cấp nhất ở trên thị trường các chị Yêu nha. Và giá bình thường của một em đầm lụa Vân Pháp là 650 cho đến 700 ngàn một đầm. Ngày hôm nay các chị Yêu mình đặt hàng trên livestream của bên em, đầm DT957 này em sale còn 549 thôi và free ship giao hàng luôn. Mọi người chỉ cần comment là DT957 kèm số trên like là có đơn hàng thành công các chị Yêu nha. Rất là xinh luôn các chị ơi. Cái màu của em mặc đây các chị xem nè, mặc dù là em mặc màu trắng nhưng mà không hề bị lộ hay là bị mỏng gì luôn các chị nha. Quay một vòng các chị xem đằng sau dáng váy thiết kế của em đang mặc đây các chị Yêu mình là dáng váy xòe hoa và phom đầm lên các chị Yêu mình. Các chị sẽ thấy là dáng váy xòe rộng rất là nhiều luôn và may cực kỳ tốn vải luôn nha. Nhưng mà mẫu này em sẽ sale trên livestream là 547.000 đồng. Chị nào mình đặt hàng ghi là DT957 kèm với số loại là sẽ có đơn hàng các chị Yêu nhá. Đây em quay gần cho chị Yêu mình xem cái tông màu đỏ màu trắng của em mặc đây. Mọi người nhìn kỹ cái vân ở trên cái đầm không ạ? Đây các chị thấy không, cái vân trên cái đầm rất là đẹp nha, nó dạng như là gấm á các chị Hoa. Cái này là lụa vân cho bên em nha mọi người, và cái mặt ở bên trong của nó toàn bộ đều sẽ là phối vân luôn. Phần cổ thì em thiết kế là cổ tròn có phối giọt nước, tay em làm cho chị Yêu mình là dáng tay ngắn và em có làm chít eo cho chị Yêu mình luôn. Mặc dù là mặc đầm màu trắng nhưng mà sẽ không hề bị lộ nè, không hề bị mỏng các chị nha. Và chiều dài đầm này là 100 cm, em may là dài qua gối luôn. Bình thường là đầm người ta làm ngang gối nó sẽ là tạo cảm giác các chị nhìn người các chị hơi ngắn, nhưng mà đầm này em may là dài qua gối luôn các chị nha. Nhìn nó rất là thanh lịch. Và màu em sẽ có hai tông màu, thứ nhất là tông màu này sẽ là màu đỏ đô và màu em mặc sẽ là tông màu trắng, họa tiết lên sẽ là hoa 3D. Mọi người ơi, lụa Vân Pháp 549k em bao giá toàn quốc cho chị Yêu mình luôn. Ngoài ra các chị Yêu mình sẽ có đầy đủ size từ M tới 4XL 75 thì đổ về là vừa. Giá của cái đầm này sẽ là 549 các chị nha. Đây các chị nhìn giùm em nè, trời ơi bên trong nha, toàn bộ cái mặt bên trong của nó đều là vân như vậy luôn các chị ha, rất là xịn, rất là đẹp luôn. Và đối với cái chất liệu lụa Vân Pháp này bên em chỉ làm một lớp thôi, bởi vì sao, cái vải này nó rất là dày dặn các chị nha. Và đặc biệt hơn là mặc lên á, khi mà em may một lớp các chị cảm nhận được cho em là cái độ mát của cái vải và cái độ mềm của nó. Các chị mặc vô các chị sẽ cảm nhận được luôn các chị ha. DT cho em là DT957 kèm số trên like. Màu trắng không hề bị lộ tí xíu nào luôn các chị nha. Đầm này là em mặc hơi rộng một tí xíu phần eo, đáng lẽ là mặc ôm eo nó sẽ là đẹp hơn, nhưng mà cái mẫu này size của nó là size M, em mặc size S là sẽ vừa luôn các chị Yêu nha. DT cho bên em là 957 kèm số trên like. Giá của em đầm này trong khung giờ livestream hôm nay sẽ là 597.000 đồng các chị nhé. Em nhầm nha, giá sẽ là 549.000 đồng. Chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Anh Minh. Em chào chị Yêu Nguyễn Thị Ngọc Hiền nha. Mọi người ơi, đầm này mới về đẹp lắm, đem thử kẹp lại cái eo tí xíu nha mọi người. Do là đầm này em mặc rộng eo á, đầm này là size M, em thì chỉ có là size S thôi. Hàng này hàng thiết kế cao cấp cho chị Yêu mình luôn, và foam lên rất là đẹp mọi người. Đây các chị Yêu coi cái màu trắng nè, trời ơi foam đẹp lắm các chị nha. Chị nào mình vào xem live rồi đặt hàng trên live giùm em. Thiết kế dáng váy lên cho chị Yêu nè,
xòe bồng cho em cực kỳ đẹp luôn ạ. À, chiều dài đầm này em sẽ may dài cho chị 100 cm nha. Chiều là mình đặt hàng đầm lụa Vân Phát DT cho em là 957 kèm với số điện thoại, giá sẽ là 549k. Quay gần các chị coi cái chất giùm em này, các chị ơi nhìn kỹ giùm em nha. Họa tiết sẽ là hoa 3D và các chị nhìn thấy rõ từng cái đường vân của cái đầm luôn đúng không ạ? Nhìn rõ cho em từng cái đường vân của đầm luôn, quá đẹp và quá sang. DT 957 nha, nhanh tay có hàng tại vì cái vải này nó không có nhiều. Cái vải này không có nhiều các chị ơi, cho nên là chị nào nhanh tay thì có đơn đây sẽ là màu đỏ đô. Đó, cái vân của cái đầm nha các chị nha, rất là đẹp và rất là sang. Đầm này thì mặc cực kỳ mát, các chị nên sở hữu ngay một cái em đầm lụa Vân Pháp để mùa hè này các chị diện đi chơi, diện đi du lịch cho bên em. Và form đầm là dáng váy xòe rất là dễ mang, có thể mặc đi công sở, các chị yêu có thể mặc đi dạo phố, hoặc là các chị yêu có thể mặc đi tiệc nhẹ đều được các chị yêu nha. DT 957 em chốt cho chị yêu hồng hoa đào lấy size XL nha. Chị Mimi lấy đầm DT 957 60kg, giá sale 549k free ship luôn. Ok, chị Phạm Như lấy đầm DT 957 size 2XL. Cảm ơn chị yêu Mỹ Tâm lấy đầm DT 957 55kg. Các chị ơi, đầm này thì em sẽ có size là MLXL cho tới size 4XL. Và các chị yêu nào mọi người 75kg đổ về là mặc đẹp nha. Ok, chị Tường Vi lấy đầm DT 957 size 52kg. Cái form đầm là dáng váy xòe nha mọi người, đằng sau có khóa kéo. Đầm này em làm một lớp cho các chị yêu mình để các chị mặc lên mát và nó mềm hơn, nó sẽ là rũ hơn nữa các chị yêu ạ. Đây rất là xinh luôn. DT cho em là 957 nha mọi người. Giờ em sẽ qua mẫu, các chị vào coi like rồi chấm bài trên like giùm em. Mọi người yên tâm, chị nào thích màu trắng cứ chốt màu trắng nha, không hề bị mỏng đâu các chị yêu ạ. Đó, các chị yêu nhìn giùm em là màu trắng mặc lên rất là đẹp và sang. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang mẫu mới các chị yêu nha. Chị nào mọi người vào coi live stream đợi em một tí xíu em đi thay mẫu. Đầm em mang là đầm DT 957 ạ. Giá sale cho chị yêu mình trong khung giờ live stream ngày hôm nay đó là sale cho mọi người còn có 549.000 thôi, free ship giao hàng đến tận nhà luôn. Bây giờ em sẽ chuyển sang mẫu mới, các chị nào mọi người vào coi live stream thì đợi em một tí xíu. Bây giờ em đi thay mẫu các chị yêu nha. Em sẽ lên cho chị yêu mình một cái em đầm nhà, đầm suông à, và đầm suông này thì rất là dễ mang để cho chị yêu có thể mặc thường ngày cũng được nha. Rồi mọi người ơi, cho em xin ngay một chấm comment trên like với ạ. Bây giờ thì em qua mẫu mới cho mình đây các chị nhé. Dạ rồi, các chị đặt hàng nhanh tay nha. Mọi người ơi, các chị nào mà mình lấy cái đầm này thì ghi cho em là đầm DV cho bên em, là mã số sản phẩm DV, à, DT cho bên em là 957 nha. Đầm này mới về đẹp lắm, màu trắng với lại là màu đỏ đô. Cái đầm này là lụa vân nha các chị yêu nha, lụa vân pháp cao cấp ở trên thị trường bây giờ là đang cực kỳ hiếm cái chất vải này luôn. Và ngoài ra cho em là chất là phải nhập nha mọi người, chứ không phải là vải hàng Việt Nam đâu, cho nên là hiếm nữa. Vì vậy các chị yêu mình tranh thủ đặt hàng trên like giúp em nha. Giờ em lên cho chị yêu đầm mới nè. Đầm em mặc đây cho chị yêu mình là một em đầm suông. Đầm suông này rất là đơn giản nhưng mà mặc lên thì lại cực kỳ sang, và khách của bên em thì rất là ưng cái đầm này luôn. Mã sản phẩm hôm nay em mặc cho chị yêu mình là DV031 nha các chị nha. Và tông màu ngày hôm nay em mặc cho chị yêu đây sẽ là tông màu đỏ, có hai màu, thứ nhất là màu đỏ, thứ hai sẽ là tông màu xanh. Xinh quá các chị ơi, đầm này phải gọi là vừa nhẹ nhàng vừa đơn giản, mà mặc lên cho bên em thì kiểu như là rất là thoải mái, rất là mát các chị yêu ha. Đầm của em mặc đây là DV031, tông màu của em mặc đây cho chị yêu mình sẽ là tông màu đỏ,
Và em có cho chị yêu mình thêm một màu nữa, đó là tông màu xanh các chị nha. Màu xanh này của bên em sẽ là tông kiểu như là xanh đậm á các chị ơi. Này là xanh coban, xanh đậm nha. Chị nào hôm nay vào coi livestream rồi nhanh tay chốt đơn liền DV031 kèm với số điện thoại trong khung giờ livestream. Thứ nhất là bên em sẽ sale giảm giá, thứ hai là bên em sẽ free ship giao hàng cho chị yêu mình luôn. Mọi người ơi, DV031 này của bên em được làm cho chị yêu mình bằng chất liệu vải, đó là vải von Hàn các chị yêu nha. Vải von Hàn ở bên ngoài và bên trong thì em sẽ làm một cái lớp lót, và lót bên trong em làm là lót lụa, cho nên là các chị mặc lên cực kỳ mềm và mát, không bị mỏng và không nhăn luôn. Đằng sau bên em làm thiết kế khóa kéo, và khóa này là khóa kéo chìm các chị yêu nha, khóa kéo chìm luôn, mặc lên nó không có bị lộ cái đường dây kéo đâu ạ. Và đầm này là đầm thiết kế của Dory luôn các chị ha, rất là đẹp mọi người ơi. Đầm em mặc đây cho chị yêu mình đó là mã số DV031, em báo giá nha 547.000 thôi, free ship giao hàng luôn. Đầm suông và em cực kỳ thích cái tông màu xanh này, nhưng mà có rất là nhiều chị khách em cũng thích cái tông màu đỏ nữa các chị nha. Màu đỏ thì các chị yêu mình mặc lên á, nhìn kiểu như nó sẽ là trắng da nè. Và màu đỏ thì các chị yêu khi mặc lên nhìn nó sẽ nổi bật hơn, rồi các chị đi tiệc cũng được. Còn cái màu xanh này cho em thì chị nào mình thích cái màu nhã nhặn hơn, hoặc là mặc lên nhìn gọn gàng, các chị có thể lấy màu xanh nha. DV031 kèm số trên like. Chào chị yêu Đinh Lan đã vào xem livestream của bên em nha. Dạ rồi, em chào chị yêu Mai Kim lấy đầm DV031 nè. Chị yêu Đôn Nhi lấy đầm DV031 XL có màu xanh với màu đỏ các chị yêu nha, giá sẽ là 547.000 đồng. Chị yêu Ly Phạm lấy đầm DV031, chị Thảo Nguyễn lấy đầm DV031, nghe máy xác nhận giùm em đẹp lắm các chị ơi. Màu lên nhìn nó sang cực kỳ, 547.000 là giá em sale á nha. Tại vì cái mẫu đầm này bình thường em bán là 599 rồi, trên live em sale còn 547.000 và free ship giao hàng luôn. Tiền ship các chị ra ngoài bây giờ mua hàng 30-40.000 là ship bình thường các chị yêu nha. Và bên em free ship giao hàng, có nghĩa là bên em hỗ trợ cho chị thêm một cái khuyến mãi nữa, miễn ship giao hàng đến tận nhà, hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa DV031. Và bên trong đầm này em làm lớp lót lụa luôn ạ. Bên ngoài sẽ là von Hàn và bên trong là lớp lót lụa các chị yêu nha. Đầm này sẽ có size tới 70kg. Chị Lê Minh Tuyết lấy đầm DV031. Mọi người có để ý là cái bông sen này của bên em là có làm cho chị đằng trước và đằng sau luôn không ạ. Em may cho chị yêu đầm DV031 này bằng cái là canh vải các chị yêu nha. Có nghĩa em canh làm sao, cắt lúc mà em cắt vải á, là em canh làm sao để cho cái bông hoa này nó sẽ nằm cho chị yêu mình ở giữa. Đó, cho nên là lúc mà cắt vải thì rất là tốn vải hơn, và nhiều khi là phải may tốn rất là nhiều thời gian để may được cái mẫu đầm này, tốn rất là nhiều thời gian do là lúc mình cắt đó các chị nha, là mình phải canh làm sao cho cái bông hoa nó nằm chính giữa cái đầm như vậy luôn. DV031 kèm số trên like, mọi người coi cái tay giùm em có đính là hạt châu ha. Rồi đầm này sale còn 547.000 đồng free ship giao hàng. Chiều dài đầm sẽ là 100cm dài qua gối. Màu que mặt đây sẽ là tông màu đỏ, và em có cho chị yêu mình đây sẽ là tông màu xanh, hai màu các chị yêu nha. Chị nào mọi người vào coi like nhanh tay giùm bên em. Mọi người lưu ý là đặt hàng trong giờ live nha, bởi vì sao, ngoài giờ live là không có giảm giá, ngoài khung giờ livestream không có được giảm giá, cho nên là tranh thủ đặt hàng liền. Đây các chị nhìn thấy màu đỏ, màu xanh hôm nay các chị ơi, cái hoa của nó là hoa sen đẹp lắm các chị nha. DV kèm là 031 và kèm với số điện thoại để có đơn hàng thành công giúp em nha. DV031 màu xanh, DV031 màu đỏ, hai màu. Rồi bây giờ em qua mẫu mới, chị nào vào coi live rồi đặt hàng giùm em trên live nhá. Các chị ơi, bây giờ em lên thêm một đầm nữa nhá, em sẽ lên thêm mã cuối cùng trong livestream trưa nay. Chị nào mọi người vào coi live rồi thì đặt hàng trên live liền, em sẽ lên một cái đầm dáng là mini hoa, đầm mini hoa rất là xinh mới về nhá. Chị nào coi live rồi thì chấm bài tương tác giùm em nè. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu mới các chị hoa. Ai mình đặt hàng thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận giùm bên em, sẽ có nhân viên của bên em tư vấn cho chị yêu mình chọn size phù hợp luôn. Mọi người ơi, em đi thay mẫu đây các chị yêu nhá.
Dạ rồi, mọi người ơi, giờ em qua mẫu các chị yêu nha. Em sẽ lên mẫu cuối cùng trong livestream trưa hôm nay. Chị nào mọi người vào coi live rồi đặt hàng trên live giùm em nha. Giờ em qua mẫu mới cho chị yêu mình đây ạ. À. Em qua cho chị một cái em đầm rất là xinh. Đó là mã số sản phẩm cho bên em là đầm DV016. Và tông màu của em mặc đây sẽ là tông màu đen kết hợp họa tiết là hoa vàng. Trời ơi, cái đầm này xinh quá các chị ơi, mặc lên da nhìn da trắng bóc luôn. Và các chị ơi, đầm này của bên em á thì sẽ là dáng đầm mizi nha các chị yêu nha. Có nghĩa là đầm nó dài qua gối cho bên em luôn. Và đặc biệt là nó không phải là kiểu dáng dài Messi, mà nó là dáng dài kiểu như là qua gối các chị nha, rất là thức tha luôn. Đây các chị nhìn cái form đầm cho em ngày hôm nay đây ạ. DV016 quay thử một vòng cho chị xem đằng sau nha. Đằng sau bên em là thiết kế khóa kéo và cái mẫu này em làm hai lớp. Bên ngoài cho em sẽ là chất liệu vải von lụa các chị hoa, và bên trong em làm lớp lót. Ngày hôm nay chị yêu nào mình đặt hàng đầm này ghi là đầm em mặc đây nhớ chị yêu mình là DV016 kèm với số trên line. Đầm này số lượng còn ít thôi, ai đặt hàng thì nhanh tay vì cái vải này là vải nhập, em đang còn ít thôi các chị yêu nha, không có nhiều đâu ạ. Cái cổ em làm là cổ V và V này em làm V cao, có nghĩa là bình thường các chị sẽ thấy là cái cổ V nó sẽ là hơi sâu tí đúng không ạ, nhưng mẫu này em làm V cao để tiện cho chị đi công sở, tay sẽ làm tay ngắn. Và ở đây em làm nguyên một cái bản đai luôn, bản đai to các chị yêu ha, để chị yêu nào mình mặc lên á, nếu như mà các chị yêu mình có khuyết điểm là phần bụng hay là phần eo thì các chị mặc lên nó sẽ là gọn dáng hơn. Đầm này là dài qua gối và bên trong đầm có lớp lót các chị nha. Ở bên ngoài là chất liệu vải cho bên em là vải von và bên trong em sẽ làm lớp lót cho chị yêu mình là lót lụa. Khi chị mặc lên cái đầm này sẽ tạo cảm giác là nhìn cái mẫu đầm cầm lên nó nặng tay hơn nè, form đầm đẹp hơn, và đặc biệt là dáng váy xòe này rất là thích hợp cho chị nào mà chuẩn bị là đi du lịch các chị ha. Sắp tới 30 tháng 4, 1 tháng 5 rồi, tranh thủ mua đồ liền cho em để mặc đi chơi các chị ơi. Bởi vì là đầm này là hàng thiết kế cho nên các chị đặt hàng chậm 1-2 ngày là em không giao kịp đâu. Bây giờ các chị mình đặt hàng là đến lễ các chị nhận được là đi chơi đẹp luôn. DV016 kèm số điện thoại 547.000 đồng free ship giao hàng các chị yêu nha. Chị nào coi like nhanh tay chốt đơn. Quay nhiên các chị thấy giùm em cái form đầm may rất là đẹp, mặt đằng sau có là khóa kéo. Mọi người ơi, đầm này của em là 547.000 đồng free ship nha. Đẹp lắm, thật sự là đầm này rất là dễ mang, form đầm vừa thoải mái nè, không hề bị lộ bụng cho bên em. Cái tông màu lại là nền đen và kết hợp họa tiết hoa cam, nó kiểu như không quá bị tối đâu các chị yêu nha. Cho nên là chị yêu nào công sở hay là trung niên mặc đều được DV016. Ok chị Hoàng Anh lấy một đầm DV016 547.000 miễn ship. Ok chị Cẩm Nguyễn lấy đầm DV016 size L miễn ship giao hàng luôn. Đầm nhà lai đầm trắng sau đi chị. Ok chị yêu Thúy Quỳnh Phạm đợi em xíu nha. Dạ rồi, chị nào đặt đầm em mặc thì nhanh tay comment đầm trắng đằng sau này em mới like rồi. Đầm này là lụa Vân Pháp nha chị ơi, đầm mã số là DT957. Giá đầm này sẽ là 549k, đầm này em vừa mới like xong luôn, có gì mình coi lại like giùm em nhé. Đầm này em mới like xong rồi các chị ơi, hai màu, màu trắng với lại là màu đỏ đô, giá là 549k và free ship giao hàng luôn. Mẫu cho em mã số là DT957 nhá. Ok chị yêu Phạm Dung lấy DV016, DV016 là mẫu em mặc đây nha mọi người ơi. Sale giá chị yêu mình chỉ có giá 547.000 thôi và free ship giao hàng luôn. Thấy số lại gọi tới nghe máy xác nhận giùm em. Nếu như các chị yêu mình có muốn xem mẫu nào các chị có thể là kéo lại cái livestream này nhá. Rồi coi lại mẫu rồi đặt hàng giùm em trong live, bởi vì mua trong live là sẽ được ưu đãi. Còn bây giờ thì chắc là em sẽ kết thúc livestream do là buổi trưa nay thời gian live của em hết rồi. Cảm ơn các chị yêu mình đã theo dõi livestream của thời trang Dori. Hẹn gặp lại các chị yêu vào khung giờ live 7 giờ tối nay các chị yêu nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các chị yêu vào tối nay nha.